khoảng 59% dân số Việt Nam thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị và 78% thường xuyên thêm muối vào món ăn, làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư hay là đột quỵ. Và đặc biệt, 8,7% dân số thường ăn thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao và trung bình một người Việt trưởng thành tiêu thụ 8,1 gam muối trong một ngày. Đây là kết quả điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh lý không lây nhiễm năm 2021 được Bộ Y tế thực hiện. Và trong tháp dinh dưỡng cho người Việt trưởng thành tại Việt Nam đã được Bộ Y tế phê duyệt, thì Viện Dinh dưỡng cũng đưa ra khuyến nghị mức tiêu thụ rau quả là 480 đến 560 gram một ngày, tương đương 6 đến 7 đơn vị rau quả, mỗi đơn vị là 80 gram rau quả sống sạch, không tính phần thải bỏ như là vỏ hay là hạt. Và các độ tuổi khác nhau thì sẽ điều chỉnh cho hợp lý. Như vậy có thể thấy, hơn một nửa dân số Việt Nam đang thiếu rau, thừa muối, thậm chí là ăn đủ rau nhưng cũng không đảm bảo về dinh dưỡng do cách chế biến. Điều này đã gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Thì hiện nay nếu như mà nói về thực trạng ăn rau của người Việt ấy, thì theo cái thống kê khảo sát mới nhất là Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc, thì từ năm 2019 đến năm 2020, tức là số mới nhất của Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc của Viện Dinh dưỡng hiện nay, thì là số lượng rau thực tế mà người Việt Nam ăn sẽ là 231 gram rau trên một người trên một ngày. Mà trong khi đó, nhu cầu nếu như mà theo tổng nhu cầu khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là bây giờ mỗi người là phải ăn ít nhất nhé, ít nhất tối thiểu là phải 400 gram rau củ quả trên một ngày. Thì như vậy thì là cái số lượng về nhu cầu rau của chúng ta ăn thì mới chỉ đáp ứng được tầm khoảng 66 đến 77% thôi, và vẫn còn đang thiếu hụt so với nhu cầu khuyến nghị đưa ra. Thành phần dinh dưỡng chính ở trong rau của chúng ta là thứ nhất là cung cấp được chất xơ này, thứ hai là cung cấp về nước này, thứ ba là vitamin và các khoáng chất. Và nếu như mà những cái chất dinh dưỡng ở đó của chúng ta mà bị thiếu, ví dụ như là thiếu hụt về chất xơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy ngay được rằng là hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó sẽ không được mượt mà hay là được trôi chảy. Và cái tác dụng của chất xơ thì cũng như là trong rau củ thì thành phần chính là chất xơ mà, thì cũng có thể thấy rằng là vai trò cũng như là lợi ích của chất xơ nó được ví giống như là một cái chiếc chổi á, ở trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, thì nó sẽ giúp đào thải những cái thành phần độc tố này, hay là nó sẽ cuốn đi những cái thành phần như là cái cholesterol xấu ở trong hệ thống đường ruột của chúng ta, và nó sẽ đào thải theo hệ thống tiêu hóa và đi ra ngoài. Đấy, như vậy là nếu như mà chúng ta bị thiếu hụt thì sẽ thấy rằng là trong hệ thống của chúng ta nó đang có vấn đề. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nếu một người ăn đủ 5 suất rau, tương đương khoảng 400 gram rau xanh quả chín mỗi ngày, thì có thể giảm được 2 lần nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mỡ máu và tăng khả năng dự phòng các bệnh không lây nhiễm khác. Vậy vấn đề đặt ra là gì? Là ăn rau như thế nào cho đúng? Ăn như thế nào để giảm lượng muối mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng trong rau củ? Nguyên tắc đầu tiên được khuyến khích là hãy ăn rau vào đầu bữa ăn. Thứ tự ăn rau trong bữa ăn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Việc giữ đường trong máu ở mức ổn định sẽ giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về lâu dài như là bệnh tim mạch, giảm thị lực và bệnh thận. Và một mẹo đơn giản và dễ dàng để hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu là ăn một đĩa rau vào đầu bữa ăn, vì rau chứa rất nhiều chất xơ. Và ăn rau giàu chất xơ vào đầu bữa ăn sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbon từ phần còn lại của bữa ăn và giải phóng lượng đường trong máu. Điều này cũng sẽ ngăn chặn lượng đường trong máu tăng và giảm đột ngột, có thể gây ra tình trạng hôn mê và đói trong thời gian ngắn, cũng như là các biến chứng sức khỏe khác về lâu dài. Tất cả khi mà nếu như mà chúng ta ăn rau nhiều ấy, thì thành phần chất xơ của trong rau nó sẽ nhiều, và chất xơ thì nó sẽ có một cái tác dụng, đấy là nó sẽ hút nước và nó sẽ thẩm thấu. Ví dụ như là khi mà chúng ta ăn rau nhiều thì sẽ làm cho dạ dày của chúng ta no hơn, và chúng ta có thể giảm được những cái lượng thức ăn như là đến từ tinh bột này hay là chất béo này. Tại sao chúng ta lại phải cần phải ăn rau trước bữa ăn? Thì như tôi cũng đã vừa nói là cái lợi ích khi mà chúng ta ăn rau trước tiên thì là giống như là một cái chiếc chổi đó
ở trong cái hệ thống tiêu hóa thì nó sẽ đẩy hết những cái thành phần cholesterol xấu của chúng ta. Và đối với những cái người mà muốn ăn cái chế độ ăn mà giảm cân hay là muốn kiểm soát cân nặng của mình thì hoàn toàn là mình có thể là sẽ làm giảm được cái lượng hấp thu các chất béo trong cơ thể là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta mà muốn hệ thống tiêu hóa của mình được mượt mà, được trôi chảy và được tốt hơn thì rau nó cũng là một lợi ích rất là tốt. Rau củ cung cấp rất nhiều chất xơ và chất khoáng. Chất kali trong rau củ cũng hỗ trợ đào thải muối ra khỏi cơ thể. Từ đó sẽ kiểm soát được vấn đề cao huyết áp. Chúng ta cũng nghiên cứu và đưa cho mọi người rất nhiều cách ăn rau khác nhau. Nhưng mà chúng tôi nghiên cứu các món salad hay thậm chí là nghiên cứu cách bổ sung rau vào trong món ăn chính với nhiều protein để mọi người có thể ăn rau mọi lúc, mọi nơi, từ đó tăng cường lượng rau mà mọi người vẫn thấy ngon miệng. Bên cạnh ăn rau đầu tiên trong bữa ăn thì bước tiếp theo là hãy thêm thật nhiều rau củ trong bữa chính và kèm với các món nhiều đạm, nhiều protein, nhiều đường và tinh bột khác, ví dụ như là thịt cuộn rau nướng, thịt nướng kèm với khoai tây nghiền hay là cá om với dưa. Và khi ăn kết hợp như vậy giúp dạ dày no hơn, giảm cảm giác thèm ăn và giúp ăn ít đạm, ít đường, ít bột hơn. Ngoài ra các loại rau củ khi ăn kết hợp với chất đạm, chất bột cũng sẽ làm tăng hương vị của món ăn. Về mặt khoa học thì những chất này sẽ dễ kết hợp giúp cho cơ thể dễ hấp thụ hơn. Khi mà chúng ta ăn các món chính thì cái thành phần sẽ là nhiều protein và thành phần của protein thì nó sẽ rất là cần một cái thời gian khoảng tiêu hóa nó sẽ lâu hơn bình thường so với các loại như là chúng ta ăn rau củ hay là đối với tinh bột. Vì vậy mà nếu như mà chúng ta đi ăn kèm được với các loại rau củ quả cùng với kết hợp những cái thành phần thịt cá thì nó sẽ giúp cái quá trình tiêu hóa của chúng ta hấp thu tốt hơn và đồng thời thì nó cũng sẽ làm cho dạ dày của chúng ta có cảm giác no hơn. Vì vậy mà các bạn, nếu như mà ai mà muốn giảm cân chẳng hạn hay là muốn kiểm soát chế độ ăn của mình thì mình hoàn toàn cũng có thể là áp dụng cái phương pháp ăn như thế này. Chỉ có rau không cũng có thể coi là ok, nhưng mà không phải là cái rau không mà là đủ dinh dưỡng đâu. Các bạn có thể có những cái loại như kiểu là bánh mì nguyệt cám các thứ đấy, thì như cái đó người ta trộn ở trong salad vẫn là đầy đủ dưỡng chất và nó không gây béo đấy. Rồi là các loại gạo lứt người ta cũng có thể làm cái salad ở trong đó đấy. Rồi một số cái loại tinh bột ăn kiêng, rồi là các loại sốt mà dành cho người ăn kiêng. Vậy thì trong cái món salad, ví dụ như em sử dụng cái lườn gà thì nó là đạm đấy, mà lại không gây béo, đúng không ạ? Đấy, em sử dụng các loại rau là vitamin rồi, em sử dụng dầu ô liu hoặc là một số cái loại sốt salad ăn kiêng, đấy là cái chất béo rồi. Đấy, thì tất cả những cái đấy khi mà nó trộn lại nó đủ dinh dưỡng rồi, đâu có cần phải ăn cái gì khác đâu. Thực ra không phải là chỉ em phụ nữ đâu nhá, mà các anh chàng tập gym á, người ta cũng ăn salad rất là nhiều đấy, và vẫn đảm bảo dinh dưỡng, đúng không ạ? Bởi vì là cái salad thì mặc dù là trước đây mình có vẻ nghe nó xa lạ, nhưng bây giờ càng ngày người ta càng trồng được nhiều loại rau củ rất là healthy. Và một nguyên tắc nữa cũng rất quan trọng để có thể ăn nhiều rau nhưng vẫn đảm bảo được dinh dưỡng nhiều nhất trong rau, củ. Đó là hạn chế sơ chế và chế biến kỹ mà hãy tăng cường ăn sống. Có thể ăn trực tiếp hoặc ăn salad, ăn cuộn sống với thịt. Rau là một nguồn dinh dưỡng quan trọng của con người. Đa phần các loại rau đều ít chất béo và calo và có tác dụng tạo cảm giác no bụng. Rau dồi dào chất xơ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng thiết yếu, đặc biệt là các vitamin chống oxy hóa như là A, C, E. Những loại vitamin này khi chế biến ở một nhiệt độ cao quá lâu sẽ bị hao hụt, thậm chí là phá hủy. Bên cạnh đó, việc luộc rau trong nước cũng sẽ làm vitamin C và acid folic bị hòa tan, khiến thành phần dinh dưỡng trong rau không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Vì vậy, ăn rau sống sẽ giúp chúng ta hấp thụ dinh dưỡng trọn vẹn hơn so với rau đã qua chế biến. Tuy nhiên, việc ăn rau sống quá thường xuyên cũng tiềm ẩn những mối nguy cơ khôn lường. Hầu hết các loại rau sống đều chứa các ký sinh trùng, giun sán và dư lượng thuốc trừ sâu có hại cho sức khỏe. Do đó, chúng ta phải lựa chọn nguồn rau sạch, sơ chế và chế biến kỹ để loại bỏ độc tố và vi khuẩn.
quan trọng nhất là cái nguồn rau củ quả của mình ấy, chúng ta bây giờ cũng đang thiếu rồi. Ngoài thiếu ra nhưng mà cái sử dụng đó cũng rất dễ, nhưng mà căn bản là những cái nước sốt này, những cái sốt này làm sao mình truyền tải được tới từng gia đình. Nghĩa là mình cố gắng hãy tất cả những loại rau củ quả của mình thường thường đã được ăn sống rồi, cho nên cố gắng làm sao mình hạn chế nấu chín, vừa mất thời gian này, đúng không nào, vừa rất là mệt mỏi. Mà bây giờ các bạn đã có được tất cả những cái loại sốt này rồi thì nó mang đến từng gia đình, đấy là một bữa cơm rất là đơn giản và ngon lành. Thế giờ mình chẻ rau muống ra, mình trộn sốt, mình ăn cũng vẫn được rồi. Đấy, cho nên là mình phải bỏ bớt những cái cũ của mình truyền thống, ăn luộc, ăn xào, rồi tất cả mọi thứ. Thực ra là trong các món ăn ấy, thì với người Việt ấy, thì hiện tại cái số lượng rau, sức tiêu thụ của một người Việt, số lượng rau nó hơi ít. Thực ra là với quan điểm của người bếp của tôi, để mà ăn được rau để hấp thụ tốt nhất thì chúng ta phải ăn sống. Chúng ta phải ăn những cái rau nào chưa chế biến qua nhiệt. Bởi vì tất cả những cái rau mà hữu cơ cũng như là cái rau sống mà chúng ta chế biến qua nhiệt thì cái dinh dưỡng nó sẽ giảm bớt một phần nào đó đi. Tốt nhất là chúng ta lên ăn sống và tự nhiên thì tốt hơn. Đấy, chúng ta có thể ăn kèm với các loại sốt để tăng thêm, kích thêm vị, để chúng ta khi chúng ta ăn vào chúng ta cảm thấy nó đủ hàm lượng cũng như là ngon miệng hơn. Để mà tối đa được cái lượng rau đó là chúng ta giảm chất tinh bột, giảm càng nhiều càng tốt. Thì chúng ta ăn tăng cường chất rau tươi, nhất là rau tươi, không qua chế biến nhiều quá thì nó sẽ đảm bảo được cái dinh dưỡng cũng như đảm bảo cái sức khỏe cho chúng ta tốt hơn. Người Nhật thì có nhiều cách ăn rau khác nhau, ví dụ như là xà lách hay là cà chua, chúng tôi sẽ ăn sống, luộc, hấp. Nhưng mà chúng tôi ăn xà lách nhiều nhất, nhưng người Nhật vẫn đang ăn thiếu rau. Tôi đã công tác tại Việt Nam được 5 năm. Ban đầu thì tôi nghĩ Việt Nam ăn nhiều rau hơn cả người Nhật, nhưng thực tế thì lại còn ít hơn người Nhật. Người Nhật thì ăn rau sống nhiều hơn, còn người Việt thì sẽ ăn nhiều hơn các loại rau qua chế biến như là luộc, xào hay là gia nhiệt. Vì vậy chúng tôi đã phải nghiên cứu các loại salad, các loại sốt để cho chúng ta có thể ăn được nhiều rau hơn, cả người Nhật và người Việt, sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Nhiều người lo ngại ăn nhiều rau củ sẽ thiếu chất, nhưng trên thực tế, nhiều người ăn chay trường lại có sức khỏe tốt và ít mắc các bệnh mãn tính. Chứng tỏ, nếu biết lựa chọn và kết hợp một cách hợp lý, thì trong rau củ quả cũng chứa đủ các thành phần vitamin, khoáng chất và chất đạm. Do đó, nếu chúng ta ăn rau củ quả đủ lượng thì sẽ tốt cho sức khỏe. Việt Nam là quốc gia có khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng. Do đó, đây cũng là lợi thế để có thể trồng nhiều loại rau củ quả. Và chỉ cần khéo léo kết hợp là chúng ta có thể thêm rau vào bữa ăn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng và đảm bảo đủ chất.